Xin chào tất cả mọi người, chào mừng tất cả mọi người đến khoa học Etap Pro của tôi Khoa học kinh điển nhất về tính toán kết cấu Hiện nay, khoa học này sẽ gồm các cái nội dung như là 3 chương trình Pro, Pro 1, Pro 2 và Pro 3 Và level cuối là VIP Thì đối với tương ứng các cái Pro 1, Pro 2, Pro 3 tôi sẽ dạy mọi người cách tính toán một công trình nhà thấp tầng cũng như một công trình nhà cao tầng bằng ví dụ thực hành luôn khi mà các bạn làm thực hành ấy, thì các bạn sẽ hiểu lý thuyết. Tôi không bao giờ tôi dạy để lý thuyết như các cái trung tâm đang lấy tiền của các bạn ngoài kia. Đấy. Chúng ta sẽ tôi sẽ dạy các bạn thực hành làm nào để chúng ta ra ngoài chúng ta có thể chiến đấu luôn, làm nào để chúng ta có thể tính toán được cái ngôi nhà của chúng ta. Trong ba cái phần Pro 1, Pro 2 và Pro 3 tôi sẽ dạy mọi người thực hành tính toán một cái công trình nhà thấp tầng và một công trình nhà cao tầng mọi người làm đúng theo như ví dụ thực hành của tôi sau đó áp dụng đối với những công trình của mọi người. Đấy, thì trong ba cái phần pro này thì các bạn sẽ biết được cái gì? Các bạn sẽ biết được cách uh, dựng một cái công trình như thế nào và cách áp dụng tải trọng như nào, cách uh, xuất nội lực ra sao và cách kiểm tra xem là cái, cái kết cấu, cái phần tử kết cấu đây có đảm bảo an toàn chịu lực hay không. Đó và cách chọn thép từ cái cái kết quả uh, tính toán đó, được chưa? và cái phần level vip cuối cùng ấy thì tôi sẽ dạy mọi người là hai trường hợp đặc biệt là tính toán với gió, đậu, gió động và tính toán với động đất đấy thì hai trường hợp này là dành cho những công trình nhà cao tầng được chưa? thì đôi là cái phần đặc biệt dành cho cái phần nâng cấp cao cấp tại vì bây giờ với với nhà cao tầng thì bắt buộc phải có hai phần này rồi được chưa? Thì bắt đầu vào phần đầu tiên tôi xin hướng dẫn mọi người cách để chúng ta cài đặt etap thì cài đặt etap thì mọi người download cái file etap về thì mọi người lưu ý hộ mình Ở đây là tôi dùng phiên bản ETAB 2013 Thì nó sẽ có rất nhiều cải tiến so với cái ETAB version 9.094 Mà ngày xưa mọi người dùng Thì mọi người lưu ý là win của mọi người bao nhiêu bit Thì mọi người hãy cài cái bản ETAB bấy nhiêu bit Thật sự ở đây của tôi là win 64 bit Thì tôi sẽ cài ETAB bản 64 bit Còn nếu mà mọi người xin cái link download ấy của cái ETAP 2013 với bản 32 hoặc là 34 à, hoặc là 64 bit ý, thì mọi người hãy click vào cái link ở bên dưới cái video này. Đấy thì tôi sẽ có luôn cái link download cho mọi người. Được chưa ạ? Khi mà tôi đã download cái file cài đặt về, tôi mở lên, sau sẽ có giao diện như này. Chúng ta ấn like ấn accept, like tên ấn lương đúng không ạ? Này mọi người điền đấy thôi, thông tin thôi. Tiếp theo các bạn cứ để nguyên cái file mặc định của nó C program Computer and Structure etabs 2013 ấn next. Like, ấn install cho mình. Đấy mọi người có thể đợi trong một vài phút để cho nó cài đặt xong. Tiếp theo chương trình uh, cài đặt etabs 2013 nó, nó sẽ hỏi các bạn là có cái key để điền vào đây không. Đấy, thì các bạn ấn lâu Chúng ta tí nữa chúng ta sẽ chip sau được chưa ạ? Sau đó chúng ta sẽ chờ đợi để cho chương trình phần mềm Etap nó chạy xong. Đến đây chương trình đã báo bạn là bạn đã cài đặt xong chương trình Etap 2013 Bản 64 bit đến Philips. Tiếp theo tôi sẽ hướng dẫn các bạn crack cái phiên bản Etap 2013 này bản 64 bit. Thì để crack các bạn vào ổ C nhé Vào cái ổ cài đặt đấy, ổ C program file computer structure etap 2013 này cho ạ. Tiếp đến các bạn vào cái CS license này cho mình. Đấy, các bạn tìm đến cái tệp là license request exe các bạn ấn chuột phải vào ấn run as admin yes đấy xong mọi người copy cái số này cho mình mọi người nhớ là trừ uh, 5 cái số đầu ra nhé bốn cái số đầu trừ cái bốn số đầu ra chúng ta sẽ copy từ đây trở xuống đấy. ấn Ctrl chôn c được chưa mọi người tắt đi mọi người hãy mở cái file crack lên Đấy, thì cái file này mọi người uh, tôi sẽ gửi cho mọi người khi mọi người click vào cái link ở dưới đây được chưa đấy mọi người kích chuột phải vào cái thằng này ta ấn run as admin yes đấy bây giờ mọi người paste cái mã vào đây này mã đây lấy ở đâu vừa rồi tôi đã bảo mọi người đấy tôi đã tắt đi lại quên mất rồi c này này etap này set link này chuột phải ở đây này run as admin này Yes này Đấy, chúng ta copy đến cái phần dấu sao nhá. Đây C này. Đấy, chúng ta paste vào đây, dấu V về. C. Đây mà nó không cho copy nên mọi người phải đánh gõ chữ thôi. Sao Đấy, sau khi mọi người đánh xong mọi người enter. Khi mà mọi người enter xong ấy thì nó tạo tự động nó tạo ra một cái file là ls vrc này, chúng ta copy cái trong C này. Tiếp theo chúng ta đến cái ổ C, ổ cài đặt của cái thằng uh, uh, Etap 2013 đấy. này các bạn vứt ở đấy. Paste vào. Chọn về. Continue. Đấy. Bây giờ bạn mở thử chương trình Etap lên xem nó đã được chưa. Nó tắt đi, mở Etap lên. Đấy khi các bạn mở cái giao diện ETAP 2013 lên nó báo như này là tức là chúng ta đã crack thành công. Nhưng mà một cái lưu ý với mọi người nhé nếu mà mọi người trước khi cài ấy trước khi cài tôi nói lại trước khi cài, được chưa? Mọi người lên chuyển cái lịch của mình, ví dụ bây giờ đang là ngày 10 10 tháng 3 năm 2015 chẳng hạn thì mình mọi người chuyển về ngày mùng 1 tháng 1 năm 2014 như tôi này. Đấy, thì lúc đấy mọi người với không bị uh, lỗi nếu mà mọi người không chuyển cái lịch không thay đổi cái lịch này về thì nó chắc chắn nó sẽ báo một cái lỗi là chúng ta sẽ không crack được để chuyển lịch như nào mọi người kích vào cái lịch ở bên uh, góc bên tay phải dưới cùng của màn hình này kích vào trên date and thêm setting này Đấy, kích vào trên date and time này Đấy, mọi người chuyển về ngày mùng 1 tháng 1 năm 2014 cho mình Ok, ok Đấy, thì tự động khi mở lên là nó không bị lỗi nữa Và mọi người ấn vào phần help này để xem cái bản quyền này của chúng ta được bao nhiêu ngày 365 ngày đúng không 365 ngày. Nhưng mà bây giờ tôi chuyển lùi cái lịch về không phải là mùng 1 tháng 1 2014 nữa mà nó chuyển về 2013 xem cái điều gì xảy ra nhá. Để tắt nó e đi này. Được chưa? Tôi lại chuyển Tôi chuyển nó về. Tôi chuyển về tháng 11 đi. Mùng 1 tháng 11 năm 2013 này. Các bạn xem nhá, để ý xem này. Rồi tôi lại mở cái e lên. Các bạn chờ một tí. Đấy bây giờ chúng ta ấn hép này, ở bao này. Đấy bạn thấy chưa? Được 426 ngày đúng không? Đấy tức là số ngày của chúng ta đã tăng lên. Đấy thì theo tôi mọi người lên chuyển về uh, mùng 1 tháng 11 năm 2013 để chúng ta có bản quyền lâu hơn. À, nếu mà khi mà năm sau mà hết bản quyền thì chúng ta lại thay đổi tiếp, Đấy, tức là chúng ta luôn chuyển được. Đấy. Và một cái vấn đề xảy ra là khi mà chúng ta đổi lịch nhá, thì các bạn mở cái Google lên nhé mở trình duyệt Google ấy. Các bạn gõ Google này, .com này, Học hiệu google.com.vn đấy Thì tự động nó bảo là Đồng hồ của bạn chậm Nên chúng tôi không xuất được Bây giờ các bạn muốn Chạy cái trang google.com Hoặc google.com.vn Thì các bạn phải cập nhật Ngày và giờ đúng không Thì trước khi cập nhật ấy, Thì các bạn tắt Cái thằng e tab đi Được chưa Đấy Tắt etap đi Tức là lúc trong Lúc etap thì Mọi người sử dụng Thì không lên vào cái trang đấy Tại vì Nếu mà sử dụng trang google.com Hoặc là google.com.vn Thì chúng ta lại phải cập nhật Ngày giờ đúng không ạ đấy sau khi tắt xong rồi chúng ta ấn cập nhật ngày giờ này Đấy, chúng ta thay đổi về cái ngày hôm nay sử hôm nay là 2015 đúng không tháng 3 tháng 3 tôi tìm tháng 3 Đấy, hôm nay là 12 chẳng hạn có sự như thế Ok Ok có đúng ngày hôm nay sử gõ Google này Đấy. thì các bạn chúng À, nó chưa chưa chúng ta khởi động lại trình duyệt để cho nó cập nhật Google nhá đấy thì bạn vào lại được bình thường đúng không thì tôi lưu ý mọi người là khi mà các bạn cập nhật lại ngày đúng cái ngày hôm nay ấy, tính là chính xác ngày trên máy tính của các bạn ấy thì các bạn mở etap lên các bạn chắc chắn là các bạn sẽ không vào được nó sẽ bao lỗi nếu mà các bạn không tin thì cứ thử xem đấy lên lên khi mà muốn sử dụng etap ấy thì các bạn lại đổi lại cái ngày đấy cái ngày đấy về ngày mùng 1 tháng 11 năm 2013 cho mình được chưa thì chúng ta mở etap lên tức là gì khi mà sử dụng etap thì các bạn không vào được Google mà khi mà muốn sử dụng Google thì các bạn tắt etap đi đấy thì là cái lưu ý của mình thì đến đây mình xin kết thúc bài học cài đặt phần mềm etap 2013 Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở bài học tiếp theo